Hello, xin chào cả nhà nha. Vâng, thưa cả nhà, hôm nay Siêu Lan rất vui được gặp lại cả nhà và gặp lại cho mọi người và gặp lại bạn bè Siêu Lan yêu quý nhất nha. Vâng, thưa cả nhà, hôm nay Siêu Lan rất vui được tình cờ hôm nay Siêu Lan được đi trong ngày lễ bỏ ma ngày năm cả nhà. Vâng, thưa cả nhà, hôm nay Siêu Lan sẽ review cho chúng ta lễ bỏ ma nhé, lễ bỏ ma tại làng Block Play, thị trấn Gia Ly, xã Gia Ly cả nhà. Vâng, trước khi Siêu Lan khám phá lễ bỏ ma làng Block Play, thị trấn Gia Ly, xã Gia Ly hôm nay, cả nhà ơi, cả nhà đừng quên nhé. Trước khi xem video Siêu Lan quay cho cả nhà xem ngày hôm nay, cả nhà đừng quên bấm cho Siêu Lan một like thôi ạ. Một like để ủng hộ Siêu Lan thêm tinh thần để nỗ lực hơn và có tinh thần để phấn đấu để quay review cho cả nhà những clip hay hay hơn, đúng không ạ cả nhà? Và nếu cả nhà thích và cũng như là yêu quý Siêu Lan thì cả nhà đừng quên bấm theo dõi bằng cách rằng là bấm đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được thông báo video mới nhất từ Siêu Lan khi Siêu Lan đăng lên video nhé cả nhà. Vâng, không nói nhiều dài dòng nào, cùng theo cameraman hôm nay chúng ta đi khám phá lễ bỏ ma tại làng Block Play, thị trấn Gia Ly nha. Bắt đầu, let's go cả nhà, đi. Ôi chưa lòng cả tại nhà này cả đóก็ได้ครับพี่เมาบ่เคยแหละอ๋อฮับนี่ฮะเอ้าบ่ตอบอุ่นเออเตยบ่เพิ่นไว้อยู่ได้ผู้ใหญ่ยืนบ่นั่นนะแหละเฮ็ดงานก็ทําได้ฮะต้องได้เอาไปก็ได้ฮะเฮ็ดงานก็บางงานก็ฮัดบัวเรียกแม่ก็เอ้าก็มีเลยหมู่ก็มีเยอะเลยก็ได้แค่นั้นหังโตดชาติ
đã ăn nhập vị khác nè má nè một to nữa to nữa có sao nè một to là sao cái này cái này mau mau ngon ngon nè một to là cái thịt nhang cái này một to là sao cái cái này cái sao được rồi ăn ba Thank you.
ไงคิดเนี่ยเดี๋ยวก่อนกระแฟมเอามาหลังกระแฟมมันหลังแล้วเนี่ยวิ่งไงตรงกระแฟมไม่เนี่ยเรามาให้หลังผ่านตัวเต็มกระแฟมได้หลังได้ดังได้ตลังได้ได้ได้คนหลังนะมาจนวิ่งตั้งจนวิ่งดอนพรามันไงยาวthưa quý vị và các bạn và thưa cả nhà, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu những lễ bỏ ma nhé, lễ bỏ ma tại làng Lóc Loi, thị trấn Gia Ly, xã Gia Ly cả nhà. Đây chúng ta đang đối diện ngay tiếp còn một anh chàng pram kia đang tiến bước tới chương trình lễ bỏ ma ngày hôm nay cả nhà. Đây là các em đang hấp hú đón để anh chàng pram kia. Rồi chúng ta tiếp tục đi xem nữa. À rồi, ok. Rồi họ đang đăng ký vì bí mật của người chủ pram cũng thể mình cũng thể đi review cùng nhau được, vì chúng ta phải xem từ xa đây thôi nhá. Và đây là đội cổng chiêng chuẩn bị đón pram cả nhà. Đây này, các anh đội cổng chiêng chuẩn bị đón pram này cả nhà. Đấy. Giờ chúng ta cũng đã chứng kiến rằng là anh em đang chuẩn bị chào đón ba anh chàng thành viên pram vẫn chưa xong cả nhà. Và chúng ta không thể chờ đợi dài lâu nữa, chắc có lẽ là còn khoảng mấy giây nữa thôi, lễ bỏ ma pram tại làng Lóc Loi sẽ bắt đầu. Chương trình ngày hôm nay lúc mà 1 giờ chiều cả nhà. Hình như là đường đây người ta đã xới hết rồi, chắc có lẽ là anh chàng khó cho anh chàng pram bước đi rồi cả nhà. Có một em đang trống kìa. Rồi lễ bỏ ma tại làng Lóc Loi sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay cả nhà. Và mấy ba anh chàng pram kia đang dần dần tiến bước về trong khu ngôi mộ ở phía hướng
trời mọc kìa, đây, hướng mặt trời mọc đó, đó là ngôi mộ Lệ Bò Ma ngày hôm nay cả nhà. Rồi chúng ta tiếp tục đi khám phá nhé. Còn chừng chừng tiếc á chừng là tiếc á chừng là như là cái như là cái như là em nó bị chưa đang cá đệ như đệ rồi. Vâng, thưa cả nhà, theo anh em nói rằng là đây là anh chàng Ram rất là nghịch ngợm ạ. Mà Lệ Bò Ma chưa bắt đầu đi mà anh chàng Ram kia là đã đi trước rồi cả nhà. Đấy, một anh chàng Ram đây này, đã đi trước rồi. Anh chàng Ram đây là rất là nghịch cả nhà. Và có một thành viên Ram thôi, ở bên dưới kia đang hóa trang chưa xong cả nhà. Chúng ta cố gắng chờ đợi trong giây lát nhé. Siêu Lan sẽ review chúng ta những bức ảnh và hình ảnh đẹp mắt trong Lệ Bò Ma tại làng Bắc Loi ngày hôm nay. Người ra trong. Vâng. Vì chú Phạm đây là vội quá mà đến đây hóng nắng cả từ nãy giờ rồi cả nhà. Nhưng mà theo xin lỗi phân tích rằng là chắc là chú Phạm đây đang nóng quá. Mà còn chú Ram ở dưới kia đang hóa trang chưa xong cả nhà. Đây là cái trống của họ đánh ngày mai chuẩn bị Lệ Bò Ma ngày hôm nay cả nhà này. Bò Ma cả nhà. Rồi hình như là theo Siêu Lan phân tích rằng là anh em đang chuẩn bị sắp xong chương trình của mình rồi. Rồi chúng ta cố gắng chờ đợi nhé. Vâng, chú Ram đang rất là nóng lòng ạ. Anh nhà cũng đã biết rồi và chúng ta sẽ chiêm ngưỡng những thứ gì mà đẹp nhất ngày hôm nay nhé. Chú Ram để lại nhé. Đấy, có một em đây đang đốt lửa cho một anh chàng Ram. Vì theo ý kiến sẽ làm phân tích rằng là anh chàng đang rất là nóng nên phải đổ nước vô để cho nó đỡ nóng hơn cả nhà. Hay như là Lệ Bò Ma ngày hôm nay chỉ có hai thành viên thôi ạ. Hai thành viên đang hóa trang người Ram cả nhà. Rồi Ram kia đang bước dần rồi. Nào Tòng hôm nay ra. Nào Tòng nhé. Rồi, một chú Ram đang tiến tới được cả nhà. Không phải là tôi đoạn này tôi còn nhận đi đấy. Thank you.
เราทำอะไรยังอะไรยังเออจะเอ็นนะเดินทางมาแต่เต้ฮาร์มฮาร์มด้วยตั้งใจอย่างนี้จับเลยแบบเต้ฮาร์มด้วยเริ่มเรื่อยก็เยอะเพียบเพียบแบบมาแบบเต้แบบเต้แบบฟังเยอะThank you.
ไปไปไปอันนี้เริ่มก็ออกไปเพิ่มฮะ
บเThank you.
ักจักว่าฮัลโหลนอกจากชูพี่บ้องเนี่ยพี่ก้าบอกโอ้พี่นี่ครูพี่แม่ดูมาเอาเนี่ยแล้วได้ฮั่นเนี่ยดมตะเวอได้แน่ดมตะเวอท้องลำแน่ละเออแต่ไอ้ยังเตะแต่อยู่มงตะเลยให้มัดตาตะเลยตายิ้มแย้มตะเลยเยอะตาเยอะนั่นเยอะเยอะเยอะจังไหมพี่นี่หน้าขนาดนั้นเราพี่ได้ดังแมวไปถอดจังไปไปถอดเลยอันหน้ากำลังนาวได้ไปดังแต่ยิงคนเดียวพี่เขาพี่เขาหนึ่งไปถอดล่าเมื่อก่อนเมื่อกี้ล่าล่าเดี๋ยวไปยุ่งเลยว่าควายรักน้อยเห็นล่ะยังกินได้ยังเพิ่มกันนะยังเพิ่มไหมนะเฮ้ยก่อนเล็กใช่ไหมเราไปทอดไปทอดเฮ้ยเอาบ้างตาบ้องมาตาบ้องตาห่านไม่ให้เอาได้ได้โอเคไปวะจำเจนะไหมวะว่าตัวเอาไปเท่าดารีเนาะอะไรเยอะเยอะอีกแล้วพอไปกระลักไม่ใช่ไหมนึกว่าใช่ไหมใช่เราเปล่าไปยังกลับเนื้อตัวยำเนื้อเนื้ออ่านี่แหละกลับมาเก็บเนื้อหลังแน่ๆปล่อยมาทีนี่เป็นการอัดป่ะเอาให้มันละให้มันละยอดเที่ยวแล้วกระเนียดกระปรำเที่ยวแล้วกระเนียดไอเที่ยวไอไหนไอกระปรำตัดไปอ่านหน้าตั้งๆรีวิวแล้วนะฮะไปเลยไปเพื่อไปเลย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 ไ
quay lại nhung này đi đấy. À biết rồi. À nhung nhung. Lão này tội đã này con lố vậy. Cứ thảo với thảo hơi thảo. Nào bà ra. Không lại cái xoang để cái này không lại để. Xoang nhậu là cho ngồi xoang là nhậu. Yêu thiếu cái gì vậy? Pha khăn giấy xem ạ. Cái đó đấy. Sao ta? Anh ơi biết à hàng về cái này là đâu đây? Anh ha. Hello. Singapore cái chuyện đấy. Lại anh em nha. Quan. Đã thằng con mình đi. Để sau. Nó nhưng mà ก็ta mong ta anh ta à có kết thì ta muốn to play to play để à có kết thế này ha thì ta muốn đi mình bình về bình dạng ta làm à có kết ha là làm cái này ho nữa càng tiêu đi vượt hoa ta rất nè nè về à chơi vượt hoa ta vượt hoa không tụt quan thêm ta à được rồi ไอ้ผมอยากหาเออไปนู่นไปนู่นเท่านะเดี๋ยวไปเท่าเองไอ้พี่ตัดไอ้พี่เท่าเขาเองเอาไปเท่าไปเท่าไปเท่าdạ vâng thưa cả nhà, và hôm nay là đến lúc Siêu Lan kết thúc video clip tại lễ bỏ ma làng Black Play ngày hôm nay rồi. Và cả nhà ơi, ai xem mà quên bấm like thì bấm nghe nút like nha, để Siêu Lan thêm động lực nhá. Và Siêu Lan sẽ cố gắng sẽ phấn đấu vì cả nhà xem ạ. Và đến lúc Siêu Lan chào tạm biệt rồi cả nhà. Cả nhà nếu thích theo dõi thì bấm đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được thông báo video mới nhất từ Siêu Lan nha. Bye bye cả nhà, bye bye. Hẹn gặp lại cả nhà trong clip mới nữa nha. Bye bye.